Thúy Hằng xin trân trọng chào đón quý vị đến với chương trình của công ty Omiken. Và thưa quý vị, vào đầu năm mới thì ai ai trong mỗi chúng ta cũng mong rằng chúng ta sẽ được khỏe thêm, đẹp thêm và làm ăn phát đạt hơn năm cũ, có phải không thưa quý vị? Nhưng mà vì thời gian của chúng ta thì quá bận rộn nên đôi khi chúng ta không có nhiều thời gian để mà chăm sóc sức khỏe cho bản thân của mình hoặc là cho những người thân. Nếu mà chúng ta thiếu đi sức khỏe thì nhất định chúng ta sẽ không có sức để mà làm việc, để mà kiếm tiền năm nay thưa quý vị. Nhất là đối với các bác lớn tuổi, không có gì quý bằng sức khỏe. Chỉ cần có sức khỏe thì ước muốn của chúng ta sẽ dễ dàng trở thành sự thật. Vì hiện nay thì không ít người đang hoang mang và rất là lo lắng trước thực trạng của những căn bệnh nan y ngày càng tăng hơn, cũng như những thức ăn mà chúng ta ăn, những thức ăn trong hộp có chứa những chất độc hại làm hại tới sức khỏe. Vậy chúng ta phải làm thế nào để chúng ta bảo vệ được sức khỏe và phòng ngừa những căn bệnh hiểm nghèo? Nhân dịp ngày hôm nay thì có mặt chị Diễm, đại diện của công ty dược phẩm Omiken tại Nhật Bản, đến đây để giúp cho chúng ta tìm hiểu thêm về cách nào để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh tật, đặc biệt nhất là ngăn ngừa các căn bệnh ung thư thường xảy ra hiện nay. Và phương pháp đầu tiên để tránh bệnh ung thư là gì? Xin mời chị Diễm gửi lời chào đến quý vị khán thính giả và cho mỗi chúng ta biết về những cái căn bệnh mà chúng ta đang có thưa chị. Chào Thúy Hằng, chào quý vị khán thính giả. Thì phương pháp đầu tiên để tránh bệnh ung thư là chúng ta phải giữ cho cơ thể của mình được khỏe. Tức là cơ thể của chúng ta đó, thì nếu mà mình lo lắng, mình đau khổ thì mình nó sẽ thể hiện lên khuôn mặt của mình sự bất lực về bệnh tật hay về những cái nguy cơ gì đó là mọi người có thể thấy ngay trên khuôn mặt của mình. Cho nên mình phải giữ cho cái tinh thần của mình được lạc quan, không lo sợ, không tất nhiên là không có lo lắng nhiều quá. Phải giữ cho cái kháng thể của mình khỏe, thì những cái khi kháng thể của mình khỏe đó thì cơ thể của mình mới chống lại với bệnh tật tốt nhất. Vâng. Và cái phương pháp đầu tiên hết để mà phòng chống lại những cái căn bệnh ung thư thì mình phải làm như thế nào thưa chị? Cái phương pháp đầu tiên mà để phòng chống bệnh ung thư đó là mình, thứ nhất đó là mình phải nâng tập thể dục, mình phải chọn những thức ăn bổ dưỡng, không ăn những thức ăn mà có nhiều chất béo, chất mỡ, hoặc là không có ăn những thức ăn mà không có đầy đủ cái chất bổ. Rồi mình phải giúp cho cái hệ miễn dịch của mình tốt hơn bằng cách mình bằng cách là mình sống lành mạnh, mình nạp vô trong cơ thể của mình những cái sản phẩm dinh dưỡng bồi bổ cho cơ thể. Dạ, thưa Vân. Vậy thì cái ý nghĩa của cái hệ miễn dịch là gì thưa chị? Thưa, cái hệ miễn dịch của mình đó là trong cơ thể của mình nó có rất là nhiều những cái chất. Nếu mà cái hệ miễn dịch của mình yếu đó thì nó sẽ làm cho vi trùng dễ xâm nhập, nó làm cho cơ thể của mình yếu đi. Và khi cơ thể của mình yếu đi thì bệnh tật nó sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Vậy thì để mà chiến thắng lại những cái căn bệnh ung thư bằng những cái loại nấm đó thưa chị, thì chị có thể giải thích cho quý vị khán giả biết là tại sao mà chúng ta dùng nấm thưa chị? Thường thường á, hồi xưa đó ở bên Tàu hay là bên Nhật đó, người ta rất thích dùng nấm, nhất là các vị vua chúa, vì họ tin rằng ở trong nấm đó những cái hợp chất của nấm đó sẽ giúp cho cơ thể sống lâu hơn. Nhưng mà ngày nay khoa học gia ở Mỹ cũng như khoa học gia ở bên Nhật đó thì nghiên cứu là trong nấm có những tinh chất họ gọi là beta-glucan. Thì những cái tinh chất này đó nó có thể kháng lại với những cái độc tố tương đương như là cái kháng sinh của thuốc tây. Nhưng mà cái tinh chất này nó giúp cho cơ thể của mình có những cái vi trùng, chống lại vi trùng xấu. Nó làm cho cơ thể mình mạnh hơn, hệ miễn dịch của mình hoạt động tốt hơn. Khi mà chị nhắc đến beta-glucan, một cái từ rất lạ đối với Thúy Hằng, chị có thể giải thích nó là gì thưa chị? Thưa, beta-glucan là một cái chất mà mình gọi là đường đa. Đường đa thì những cái hợp chất này đó nó vô trong cơ thể, nó làm cho những cái vi khuẩn nó yếu đi, rồi nó làm cho cái tế bào của mình được sanh sôi, nó thải đi những cái chất dơ, chất độc, nó làm cân bằng cái lượng đường, nó làm cho máu huyết của mình nó sạch hơn. Thành ra cái chất beta-glucan này đã được các khoa học gia cũng như là ở bên Mỹ, cũng như là ở bên Nhật, họ dùng để chích cho những người mà bị bệnh AIDS, những người mà mới mổ, cái nhiễm sắc thể yếu, những người mà phải đi xạ trị, và ngay cả những người mà cái cơ thể yếu
mình vẫn có thể dùng được. À, thế thì beta-glucan có thể giúp cho những người nào đang bị những chứng bệnh như ung thư không thưa chị? Có chứ em. Thì thí dụ như bây giờ mình đi xạ trị, cái cơ thể mình yếu, không có ăn uống được, thì mình phải dùng cái chất dinh dưỡng, mình phải dùng cái tinh chất beta-glucan để mình nạp vô để giúp cho cơ thể có đầy đủ kháng thể, tế bào được phục hồi. Yeah. Thì lúc đó đó thì mình mới có thể chống chọi với lại những cái bệnh tật với cái tia phóng xạ xạ trị. Yeah. Wow. Một cái điều mà sức khỏe lúc nào cũng là trên hết. Nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không có làm được điều gì hết. Mà rõ ràng là nếu mà chúng ta nạp vào trong cơ thể chúng ta những cái chất mà phòng chống là những căn bệnh, đó là điều rất là tốt. Mà Thúy Hằng nghe nói là cái loại beta-glucan có đặc tính rất là hay để mà phòng chống lại, phải không chị? Yeah. Thì chị có thể tóm gọn lại cho quý vị khán giả biết là những cái đặc sắc nào nhất của beta-glucan một lần nữa giúp cho cơ thể của chúng ta? Thì những cái giờ phút ít ỏi đó, Diễm không thể nói hết được những cái quý giá đặc biệt của cái sản phẩm beta-glucan. Nhưng mà Diễm xin tóm gọn, beta-glucan là một cái sản phẩm từ 9 loại nấm. Có nấm linh chi sừng hu, linh chi, có đông trùng hạ thảo, có maitake, có nấm bông, cũng như là nấm thông. Và nhiều loại nấm khác, mà những cái nấm đặc biệt này mình không thể kiếm mua ở ngoài chợ. Chỉ có ở Yumikin, và họ lấy những cái nấm này, lấy những cái tinh chất ra để khi những người yếu không có đầy cái kháng thể yếu, những người bị mổ, những người bị đi xạ trị ung thư, dùng cái sản phẩm beta-glucan này sẽ có cái kháng thể khỏe hơn, chống lại với bệnh tật. Thì Diễm có những cái feedback từ những người bị ung thư và cũng như đồng nghiệp của Diễm đó, thì họ cho biết rằng là sau khi dùng beta-glucan thì cái sản phẩm của người bị ung thư ở giai đoạn 3, giai đoạn 2, hoặc là những người mà cái kháng thể yếu sau khi mổ đó thì khỏe hơn. Mình có thể đứng lên tự làm vệ sinh cho cơ thể mình, mình có thể hoạt động những sinh hoạt thường ngày. Đó là cái sự mà tốt đẹp của beta-glucan. Hay quá, vâng. Và chị có thể cho biết là khi mà chúng ta biết được những cái lợi ích của beta-glucan này thì chương trình on sale của công ty là gì ngày hôm nay thưa chị? Hôm nay sản phẩm beta-glucan của chúng tôi sẽ, nếu quý vị gọi vào mua, chúng tôi sẽ tặng quý vị một cái hộp nhỏ trị giá 100 đồng. Wow. Thì cái sản phẩm này quý vị dùng đó, nó giúp cho tốt cho cơ thể. Những anh chị làm về ngành hóa chất nhiều, mình nên phòng chống. Những bác lớn tuổi, cơ thể yếu, mình dùng vào để cho giúp cho sức khỏe khỏe hơn. Những người bị mổ, những người bị ung thư nên dùng để giúp cho cái cơ thể có sức đề kháng cao hơn, giúp cho chống chọi lấy bệnh tật tốt hơn. Hay quá. Và mình sử dụng như thế nào thưa chị? Thì mỗi ngày một hộp lớn như vậy, mình có 30 gói. Mỗi ngày mình dùng một bao. Còn cái hộp nhỏ này thì chỉ có 15 bao thôi. Cái sản phẩm, cái hộp lớn đó nó ra đời sau, cho nên nó tốt hơn là cái lượng beta-glucan nó có tới 255mg trong một bao. Hay còn quá. Cái sản phẩm nhỏ đó thì mỗi bao mình chỉ có 169mg. Vâng. Thành ra chúng ta đang có chương trình special thưa quý vị, đó là quý vị mua một cái hộp lớn như thế này thì mình có một cái hộp nhỏ free, có phải không chị? Đúng rồi. Để mà chúng ta có thể mua cho gia đình hoặc là cho những người thân của mình. Cái số điện thoại của công ty để mà quý vị khán thính giả cần những thông tin để mà đặt order hàng là qua số điện thoại nào thưa chị? Thưa Thúy Hằng cũng như thưa quý vị khán thính giả, quý vị có thể gọi vào số điện thoại 562-207-4370. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên người Việt sẽ giúp quý vị hướng dẫn, giải thích những câu hỏi, hoặc quý vị có thể gọi cho Diễm và các nhân viên để chúng tôi sẽ giúp quý vị phục vụ tốt hơn, giúp cho sức khỏe quý vị tốt hơn, đồng thời sẽ có những cái sản phẩm để giúp quý vị an tâm tin tưởng. Cảm ơn chị Diễm rất nhiều ngày hôm nay chia sẻ thông tin này. Một lần nữa thì chúc cho công ty Umikin càng lớn mạnh hơn, được quý vị khán thính giả thương mến hơn thưa chị. Cảm ơn Thúy Hằng cũng như cảm ơn quý vị khán thính giả. Diễm xin chúc quý vị khán thính giả luôn mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe để sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Vâng, cảm ơn chị và cảm ơn thời gian quý báu quý vị đã đón xem chương trình. Cầu chúc cho quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều niềm vui. Xin hẹn tái ngộ cùng với quý vị vào chương trình kỳ sau của công ty Umikin.